Bước luôn. Là 10 anh em kênh sẽ quýnh với nhau trận nữa nha các bạn. Mã số phòng là 7086. Anh em nào chơi Liên Quân thì bay vào chơi với anh cho vui. Rồi là đừng quên mở thông báo bằng cái chuông rung đó nha các bạn. Đăng ký kênh và mở thông báo lên để khi mà livestream anh em vào chơi với mình cho vui luôn. Ok, và bây giờ thì anh em đang xem video cho anh một like ủng hộ tinh thần coi nào. Mã số phòng. Wow. Mới lại vô nhanh vậy. Lúc nãy là anh ngồi anh chờ mà chờ hoài là không thấy ai, còn bây giờ lại mới ngó qua ngó lại cái nhảy vô rồi. Ok. Đủ luôn. Action. Na na na. Ok, bây giờ thì anh sẽ chơi cái con Superman nha các bạn. Nãy giờ chơi mấy con kia là nó không có thuận, không có đúng cái sở trường của mình cho nên bị ăn hiếp quá. Giờ anh đổi anh chơi Superman cho không có bị ăn hiếp nữa. Để ăn hiếp anh quá, tội nghiệp quá mà. Ok, để chiêu bóp máu đi hỗ trợ máu anh em luôn. Ok. Tối chơi không anh hả? Tối anh cũng chưa biết nữa, đã làm video mà anh có thời gian anh sẽ lên anh chơi với anh em cho vui. Em tên là gì vậy Võ Văn Quy? Gọi là anh em có cái tên hay là anh em cứ đăng ký kênh đi khi mà livestream anh em vào chơi với anh cho vui luôn. Đó, vậy cho nó nhanh gọn lẹ. Ok. Anh em nào quýnh hay cứ lên danh người biết được. Ok, sau cuối mỗi trận là anh em sẽ được nhìn thấy 10 người đúng không? 10 người là anh em sẽ được thấy tên của những người mà quýnh rất là rồ. Là hạ được, quýnh được mà gọi là xanh lè, xanh lét, MVP luôn. Đây rồi, hãy xem nào. Trận này thì HNT sẽ quyết định là canh bên con đường rồng luôn. Và chúng ta sẽ ăn cái con chim. Đó. Ê, 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 Tôn Ngộ Không kìa. Tôn Ngộ Không quýnh anh cơ. Tôn Ngộ Không anh cơ. Giao quýnh anh cơ. Nửa cây. Nửa cây nha bé. Đây, để anh bút máu cho. Đó, anh bút máu rồi đó. Đó, ok. Cái gì? Superman, liều hả Superman? Dám chơi hả Superman? Ơ, tên bạn ba đứa luôn à. Chết rồi các bạn ơi, ba đứa. Tên bạn ba đứa luôn. Chơi kiểu gì vậy hả? Chơi kiểu gì vậy chứ hả? Anh bắn phát nửa cây hết luôn á. Ok. Nó, anh bắn nó còn nhím trước. Gì vậy mấy bé? Mấy bé chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy bé? Chuyện gì vậy? Superman là Superman. Chết rồi, tôi còn không dí anh kia. Không thể tin được. Ok, anh còn phải chạy. Chạy. Vừa chạy vừa quýnh các bạn. Anh sử dụng chiêu vừa chạy vừa quýnh và cuối cùng nó té sập mặt. Vì sao? Vì Tôn Ngộ Không và Superman, mặc dù Superman tên bạn hết máu rồi mà Tôn Ngộ Không nó máu quá nhiều và đam nó còn. Ok, quá tuyệt vời. Bây giờ là anh sẽ lên hỗ trợ tiếp đây. Em đi ăn cơm hả Hùng? Ok, chúc em ăn cơm ngon miệng luôn. Đó, bây giờ lên bắt lại nè. Anh lên anh bắt lại con Tôn Ngộ Không rồi. Ồ, Tôn Ngộ Không thấy anh lên sắp tiếp chạy về rồi. Đây, canh ngay hàng thẳng lối anh đẩy một phát một cho lẹ. Đó, thấy chưa? Anh cái gì chứ nhanh gọn lẹ tốc độ. Ồ, đi qua bắn Superman các bạn. Canh Superman bắn. Superman kìa. Đâu rồi. Đây rồi, quá tuyệt vời. Trời ơi, chuyên gia bị dính. Đang chạy mà gọi là bị dấp một mít té một phát một á là coi như là chúng ta không có lên chiêu được. À, ok. Quá tuyệt vời, mình vừa lách qua né được cái đòn của. Ơi ơi ơi, bảy. Ủa sao chỗ này chỉ có một mình vậy? Anh em mình đâu hết trơn rồi. Anh em chúng ta đâu hết rồi nhỉ? Ê ơi, siêu nhân kìa. Siêu nhân tên bạn kìa các bạn. Siêu nhân kìa. Mày hả bởi siêu nhân? Banh sát, dẫm siêu nhân liền. Ok. Mày hả bởi. Chạy các bạn. Chạy thần tốc liền. Xem lại tình hình đó. Cố lên, bắt quá tuyệt vời. Em đã ghi bàn rồi. Ok, Tôn Ngộ Không đang cố gắng dùng dãy giữa hai đứa. Xem nào. Cố lên, ok, găng đã tới kịp lúc. Tình hình này là tay mình ăn rồi. Ok, găng đến kịp lúc các bạn. Đây, HNT sẽ lên luôn. À, chơi khô máu luôn mà. Wow, Superman tên bạn đang giữ kìa. Chạy nè, quá tuyệt vời. Một nhát xuyên tim. Một nhát bắn gọi là xuyên tường luôn các bạn. Ok, trái tim đỏ đã bị ngã xuống. Bây giờ là tay mình đang lên rồi. HNT đang khá xanh. Ok. Găng đang đứng núp lùm luôn chứ. Wow. Dường như là có biến. Có biến các bạn ơi. Lụm mạng. Trời ơi, không lụm được. Quá đau. Chạy. Không chạy nổi. Ơi, mình bay vô mình kéo máu tem bạn một phát là tem bạn chỉ còn có một miếng máu thôi, nhưng mà không có ai ngay cái chỗ đó hết. Nếu như mà có là coi như là lụm mạng đã luôn. Rồi là mình quýnh rất là lèo luôn. Ồ, anh bạn này đang cắn trụ rất là khí thế sau một. Rồi là anh em ta đang solo còn anh ấy thì cắn trụ.
Mà nãy là con trâu của tem, con trâu của tem mà nó lần nào đi cắn trụ mới ghê đó chứ. Ê, có một cuộc chiến này diễn ra khá căng thẳng luôn các bạn. Ok, John đang cố gắng bắt anh bạn của chúng ta Trung Tô. Rồi xong, cậu ấy trốn. Trung Tô rừng, cậu ấy trốn rất là nhanh, tốc độ di chuyển cực kỳ cao. Ok, chạy 36 chiêu của chúng ta, chiêu chạy là thượng sách. Ok, bắt cái con này không ta? Một phát một nửa cây liền, thấy chưa, Tôn Ngộ Không cái gì chứ. Ok, đứng hình chút xíu thôi. Không cái gì đâu mà bốn đứa tem bạn, bốn đứa tem bạn đang đứng tại một chỗ luôn các bạn ơi. Ok, không cho tem bên kia xanh đúng không các bạn. Superman nó ra kìa, Superman nó ra kìa. Ây da da, ây da da. Ô, Joker ra rồi. Rồi bây giờ chúng ta, mình nghĩ là chúng ta nên là quất cái con bồ, ở là quất cái con rồng đi các bạn. Anh em chúng ta nên ăn rồng để cho mạnh lên chút xíu, để tem yếu quá không được. Ô, lại có một cuộc chiến đang diễn ra, trời ơi chết rồi, không ổn các bạn ơi. Oh my god, chạy. Ây da da, đang quýnh rồng hết máu thì con Superman nó lại nó quất mình dã man thiệt, nó canh ngay cái phút cây cấn của mình luôn. Oh my god, còn cậu găng vô nào, găng dứt rồng, ăn rồng nào, đẩy rồng luôn, đẩy con rồng ấy, con rồng quan trọng hơn. Thôi ơi, mất rồng rồi, để con Superman ăn mất con rồng. Cậu găng này quýnh sau mà để Superman mần mất con rồng là quá ổn luôn. Công tình anh em chúng ta là hy sinh nữa, là chiến đấu tới giọt máu cuối cùng để mần con rồng mà nãy lần nào bị mất. Ok, cảm ơn em nha. Cậu này khuyên mình là nên đi chung với anh em, đi một mình là sẽ dễ bị ăn hành lắm. Ui, nguy hiểm các bạn ơi, nguy hiểm quá. Ok, Joker kìa. Ok, cứ từ từ, chúng ta không, rồi bị AFK dã man vậy. Sao mà bị AFK vậy? Sát thủ kìa. Oh my god, gì đâu mà bốn đứa quần một cái trụ mà quần không xong, tức chế quá. Qua đây các bạn, qua đây anh em, qua đây anh em, qua đây, qua đây. Ok, qua đây, đi bụi liền một bé. Phải quánh là phải vậy mới được, quánh gì mà không mất được cái mạng nào hết mà quánh, sao mà quánh. Ok, mày hả bưởi, quánh gì, quánh cái gì mà không hạ được cái mạng nào hết là không được rồi. Quánh mà không hạ được mạng ở trong, phải kéo máu được, đập liền. Một cậu bị AFK rồi cho nên mình quánh không biết sao đây. Ok, hạ sát nãy giờ được bốn em rồi. Wow, bắt hụt rồi găng à. Trời ơi, bốn đứa làm gì đứng trong nhà vậy nè, ra coi nào. Ok em, khoa. Ok em, cái việc vào chơi cho vui. Ok, chúc em ăn ngon miệng luôn. Ha ha, và anh em xem đừng quên cho anh một like ủng hộ tinh thần nha. Mày hả bưởi. Ok, Nà, nên chúng ta lao vào trời đường giữa thôi. Wow. Đập liền năm đứa, đập một đứa mà không quýnh ăn là thôi dẹp game luôn. Ok, rồi là anh em chúng ta năm đứa đập một đứa mà các bạn. Nó vô nào. Ở mang nhiễm đâu hết rồi. Ơi gì vậy. Bay đi về, chờ nhiễm lên chứ. Đây mấy con xe lên rồi nè. Ok, mày hả bưởi. Từ từ, chúng ta phải gọi là xem tình hình tên bạn thế nào. Ôi, nó ra rồi, về đi về, tụi nó ra rồi mà. Rồi chết thằng nhỏ, chết thằng Yuka, cứu nó. Ok, cứu Yuka được rồi, quá tuyệt vời. Thôi đi về, đi về, đừng có máu, nghe lời anh, đừng có máu, anh nói đừng có máu mà, đừng có máu nữa, chạy về đi. Mấy thằng này anh cản thôi, chứ anh quýnh không nổi đâu. Ây da, anh nói mà, anh cản thôi, anh em đi về đi. Ok, trời ơi, chết rồi, thấy chưa, quá tuyệt vời. Joker, ok, Joker tên bạn này ngã xuống luôn. Oh my god, lên nào anh em. Ok,
tình hình khá là căng thẳng luôn. Đây, nhưng mà đường giữa team bạn bị gãy hết hai trụ rồi các bạn. Tình hình đang nghiêng về team HNT Channel. Xem nào. Ô, rồi xong, xác định Nakaroth quá tuyệt vời, Nakaroth đã không thể chạy khỏi. Ok, anh em chúng ta đang đi chung luôn và bây giờ HNT sẽ lao lên để phụ anh em. Đây, mấy cái con quái này nó gọi là cản đường nè. Ok, chơi Superman rất là lợi, một cái đó là chúng ta không có phải sợ hết mana các bạn. Chơi tới giọt máu cuối cùng luôn. Ok. À, di chuyển cực kỳ nhanh. Tôn Ngộ Không đang quấn lén kia. Ê da, thấy Superman rồi. Superman muốn chơi với mình. Anh ấy muốn chơi với mình kìa. Ok, Superman sắp dép chạy về rồi. Tí bụi. Đó. Ok. Wow, lên. Lên nào anh em, từ từ. Rồi, vào cắn trụ thôi. Phá trụ tem bản tốc độ lên mới được. Đó, như vậy là coi như một cái trụ đã thuộc về HNT Channel. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình nào. Lên nào. Ây da, mới thấy bóng dáng của sát thủ đâu đây. Không thể để cho chú ấy chạy thoát được. Chú ấy chạy đâu mất tiêu rồi. Ok, đây rồi, lên đường. Quá tuyệt vời, vừa bút máu cho anh em luôn. Lại một mạng nữa đã thuộc về HNT. Wow, tem của mình quá bá đạo. Bây giờ thì ok, ba đứa lên bảng rồi. Đây, ba con nhím này là mình xếp hàng vô là lên đường. Ây da, Superman đã xuất hiện nữa kìa. Superman tem bản rất là liều lĩnh. Ok, xem nào anh em, chúng ta đang lao thẳng vào. Đẩy liền, chạy về. Về thôi. Ok, chúng ta còn phải đi về thôi các bạn, hết máu rồi. Anh không phải về lấy miếng máu mới được. Oh yeah, anh em đang lao thẳng vào trụ tem bản luôn rồi. Tình hình đang nghiêng về bên mình rồi các bạn ha. Wow, cố lên. Đây, HNT sẽ di chuyển tốc độ lên để hỗ trợ anh em. À, trận này chúng ta có khả năng ăn rất là cao luôn. Ok, đó. Gì đây? Nakaroth đang cố gắng bắt kia. Không có để cái tình trạng như vậy, không có để cái tình trạng như vậy được. Ok, Nakaroth di chuyển rất là nhanh các bạn ạ. Lên đường, quá tuyệt vời. HNT đã hạ được Nakaroth. Cái gì đây Superman? Superman muốn chơi à? Ok, cậu ấy muốn chơi với mình các bạn à. Chơi thì chơi, sợ gì? Anh đâu có sợ em đâu. em đi đâu à? Chạy đường trời, quá tuyệt vời. HNT vừa hạ xong nữa rồi. Lại một mạng nữa. Ok, Tôn Ngộ Không đang di chuyển rất là nhanh nhưng mà mình hứa sẽ cố gắng vượt theo. Wow, đi bụi, Tôn Ngộ Không lại lên đường. Quá tuyệt vời các bạn à, dường như cái trận này quýnh rất là hay luôn. Anh em chúng ta phải vào trụ đập. Ô, vô nhà luôn nào bà con. Lao thẳng vào nhà tem bạn, có gì phải sợ nữa. Ok, na cái gì à, Rocker các bạn, Rocker. Rocker đang cố gắng giữ nhà. Ok, Rocker đây. Ô, na Rocker đã xuất hiện rồi. Xem nào, được lắm, chú cứ việc ra đây, anh bảo kê hết cho. Vô luôn, cắn trụ liền. À, na. Ok, baby. Đó, tem bạn vẫn cố gắng tung hoành mặc dù là đã bị thọt rất là nặng. Gì? Yuka liều tới mức lao thẳng vào trụ đập không cần suy nghĩ. Ok, cân tem. chạy đi em. Ok, găng lên rồi các bạn ơi, găng lên rồi. Gì, giỡn hả bé, lên đường. Đó, thấy chưa, mình đã đẩy một cái kết cục rất là đẹp. Cái SBN rất là đẹp luôn. Superman sắp dép chạy kia. Ok, cậu ấy có chạy thoát không? Lên đường, quá tuyệt vời các bạn. HNT vừa hạ xong Joker. Và bây giờ thì chúng ta đang lao thẳng vào nhà tên bạn đập. Cố lên nào, Superman đã đẩy ra. Cậu ấy cố gắng nhưng mà sự chiến đấu của cậu ấy là không thể rồi. Đó, HNT đang đập trụ, đập một cách ngon lành, chạy. Ok, cuối cùng thì anh em chúng ta vẫn cuộc tấn công này dường như đã bị tem bạn phá. HNT đã buộc phải ngã xuống khi mà tem bạn ba bốn đứa lao ra. Ok, và bây giờ khá là căng thẳng luôn. Đó, bây giờ là tem bạn rất là căng muốn đứt dây đàn khi mà HNT đã đập cái trụ còn có nửa cây mà tem bạn vẫn không khuất phục. Ok, anh em chơi rất là nhiệt tình, mời anh em kênh quýnh rất là nhiệt tình luôn, gọi là không bỏ cuộc mặc dù tem mình chả còn gì, chả còn cái trụ nào để thủ hết. Nhưng mà anh em vẫn đủ 5 người, vẫn chiến đấu tới giọt máu cuối cùng các bạn à. Oh my god, tên bạn đang là trở ngược lại tình thế. Trời ơi, anh em chúng ta phải về đi chung mới được. Không đi chung là rất là căng luôn. Tên bạn đang gọi là đảo ngược tình thế các bạn à. Wow, lên đường nào bé. Một mạng nó thuộc về HNT Channel. Vừa hạ rất là nhanh luôn. Wow, mới thấy bóng dáng của ok Nakaroth. Mình mới thấy bóng dáng của Nakaroth các bạn à. Na, xem nào, bây giờ anh em chúng ta sẽ qua bắt Nakaroth nha các bạn. Nakaroth hả, búng cho thành ăn Karoth luôn. Đâu rồi? Ok, Joker đang solo với Joker tay mình để mình lên mình hỗ trợ. Wow, chuyện gì vậy bé? Lên đường là cái chắc rồi, có HNT đây mà. Bớt giỡn nào. Mì hả bưởi, chạy đường trời hả Superman? Em chạy đâu? Ok, cậu ấy chạy thoát rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ bày binh bố trận lại.
nó cho mấy con nhím vô nhà đập các bạn. Ok, có HNT ở đây, mọi việc cứ để anh lo. Ok, anh chơi khô máu luôn mà, chơi rất là nhiệt tình luôn. Chạy chạy đi đâu, bắt lại, bắt Superman lại. Ok, con nhím này, ok, anh đập mấy con nhím này cho mấy con vô vô tấn công. Tổng tấn công các bạn à, chúng ta đang tấn công một cách cực kỳ khí thế luôn. Tạm trạng trụ đã không chịu nổi nữa rồi, chỉ còn một miếng máu nữa thôi cái trụ sẽ gãy. Cố lên, quá tuyệt vời, HNT đã hạ xong cái trụ. Ok, mặc dù chỉ còn chút xíu máu nhưng mà HNT vẫn quyết định là chiến đấu tới giọt máu cuối cùng và đã mang về chiến thắng cho Tem. Ok, trận này cậu Găng quýnh khá hay. Ok, cậu Găng tên là Chiến Thắng à. Đó, tặng anh em một like nè, like nè, like luôn. Ok. Na na na. Và các bạn xem video đừng quên cho HNT một like để ủng hộ tinh thần nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Ok, trận này là Chiến Thắng là lấy MVP luôn. HNT thì hạ được 11 đứa. Ô, hạ được điểm nhiều nhất Tem luôn các bạn ơi, không thể tin được. Cao ít mạng 11 mạng. Ô, cậu đứng nhì là chỉ 10 mạng thôi. Có cậu Găng là cậu Găng này là phụ đấm tới 12 đứa luôn. Ô, còn cậu Trung Tơ Rừng này cũng phụ đấm tới 12 đứa luôn nè. Rất tuyệt vời. Tổng số mạng là 33. Ok. Ok, và anh còn được 6% các bạn nè. Các bạn xem video đừng quên like ủng hộ anh nha. Ok, bây giờ thì anh sẽ đi nghỉ, đi sạc pin xíu nha các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ok.